Đặc điểm tủ side by side cái model này thì lấy nước tự động nhé. Ở những nhà nào nước yếu thì chúng ta phải chế cái bơm trợ lực nha. Qua cái bình lọc nước, chế cái bơm trợ lực. Thì khi cái bơm trợ lực chúng ta lấy nước đá, lấy nước lạnh thì bơm trợ lực nó sẽ hoạt động. Đó, ấn vô bơm trợ lực nó sẽ chạy nhé. Dòng chảy ổn định của cái tủ này thì rất thấp nha các bạn. Nó chạy khoảng 1.8, 1.9 ampe. Rất là tuyệt vời. Tủ này thì là bá chiến được chết rồi. Tủ này cực ngon. Hướng dẫn tủ sử dụng tủ lạnh side by side lấy đá ngoài, lấy nước tự động nhé. Đây là ngăn lấy bia Luxe. Đây là điều chỉnh ngăn đá nhé. Bạn bấm này là 14, âm 14 độ C nhé. Nếu các bạn muốn làm lạnh nhanh thì các bạn bấm nó tới được đạt mức để âm 25 độ C nữa. Nếu âm 25 độ C thì hao điện lắm nhé. Để chỉnh cỡ âm 16 độ C là ngành đá là ok. Còn bên ngăn mát là free. Ngăn mát thì đang 7 độ C. Nếu bạn muốn lạnh nữa thì bấm 6 độ C. Nó tới 1 độ C. Ngăn mát là để trữ rau, trữ thịt. Ở đây mình để âm 3 độ C nhé. 3 độ C chứ không phải âm. Còn nếu mà đám tiệc thì chạy lạnh power free. Overcool. Đây tôi lóc lại. Đây là bên lấy nước. Còn đây là lấy đá. Ở đây có cảm ứng. Nếu lấy đá bi nhỏ, cảm ứng nó nằm ở đây. Các bạn IC up thì ngưng chảy đá. Còn đây thì lấy đá bự, lấy đá nhỏ. Đá Cooper nhỏ, đá nhỏ xài uống cà phê, đá bự xài uống. Vậy nhé, còn muốn mở khóa thì bấm đè vô là mở khóa. Đây là nhà máy nước đá mini quá. Bên đây là ngăn mát rau củ quả. Vậy là xong. Sau khi các bạn điều chỉnh xong nhiệt độ là bên mát là 3 độ, còn bên bên đông đá là chúng ta để âm 16 độ thôi nhé. Đây âm 16 độ thì chúng ta bấm hai nút này đè khoảng 3 giây để lóc lại. Đó, khi nó lóc nó hiện cái ống khóa lóc lại. Nhưng mà khi chúng ta lóc ống phá lại như vậy, chúng ta chỉ xài được có một cái nước đá là đá lớn. Nếu muốn chuyển qua đá nhỏ thì chúng ta phải mở khóa. Cũng bấm 3 giây. Thì đây là cảm ứng đá lớn, đá nhỏ nha. Đó, chuyển qua đá nhỏ. Ủa bình thường anh chị xài đá 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 vừa hay là đá nhỏ? Đá nhỏ uống cà phê không phải Đá không? nhỏ uống cà phê Vậy không? em để đá nhỏ rồi em lóc lại. Đó, là đá nhỏ. Ok, xong.